Trước diễn biến của siêu bão Noru, bão số 4 đang tiến vào miền Trung nước ta với sức gió rất mạnh, Bộ Y tế đã sẵn sàng lên kế hoạch ứng phó túc trực để phục vụ người dân. Bộ đã yêu cầu các đơn vị y tế từ Quảng Ninh đến Bình Thuận trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24, vẫn duy trì các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức phòng chống mưa bão. Ngày 25 tháng 9, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ về việc ứng phó với cơn bão Noru, bão số 4. Theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 118,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, 134-149 km/h, giật cấp 16. Tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 25-30 km, đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ. Đến 7 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông. Trên đất liền Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 62-88 km/h, giật cấp 11. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn kéo dài ở khu vực miền Trung, Bộ Y tế, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại công điện số 29 CDQG ngày 24 tháng 9 năm 2022. Các văn bản liên quan về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lũ. Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin để có phương án chuẩn bị phòng chống. Tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa bão gây ra, không để gián đoạn công tác cấp cứu điều trị cho người dân. Các tỉnh ven biển, khu vực miền núi đề phòng nguy cơ úng lụt, sạt lở đất do mưa bão gây ra, ra soát kế hoạch phòng chống lụt bão, các phương án bảo vệ các cơ sở y tế tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa bão, sẵn sàng sơ tán cơ sở y tế ở những vùng thấp trũng có nguy cơ bị ngập úng, sạt lở đất. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc quyền chuẩn bị lực lượng, phương tiện cơ động sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có yêu cầu, đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho người dân, kịp thời bổ sung lượng dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư dự trữ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Cùng đó duy trì các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức phòng chống lụt bão. Bộ Y tế nêu rõ nhận được công điện này, đề nghị Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện. Để giảm thiểu thiệt hại do mưa bão, Bộ Y tế cùng nhiều đơn vị khác đều sẵn sàng ứng phó, giúp đỡ người dân vượt qua thiên tai. Vì vậy, bà con cũng cần tuân theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của lực lượng chức năng, giữ thông tin liên lạc để kịp thời ứng phó, xử lý tình huống khi có diễn biến xấu. Chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão mạnh Noru, Philippines đã ban hành báo động đỏ và đang khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với diễn biến của mưa bão. Tổng thống Philippines đã tuyên bố đình chỉ nhiều hoạt động của chính phủ, chuyến bay, xe công cộng tạm dừng, đóng cửa trường học do bão Noru đổ bộ. Bão Noru, cơn bão nhiệt đới mạnh cấp 3 đã đi qua hòn đảo chính Luzon sau khi đổ bộ vào phía đông bắc thủ đô Manila của Philippines. Cơ quan thời tiết Philippines cho biết gần 8.400 người đã được sơ tán trước đó khỏi khu vực đường đi của bão Noru. Siêu bão Noru tiếp tục càn quét với sức gió duy trì 175 km/h, 108 dặm một giờ và gió giật lên tới 290 km/h sau khi đổ bộ vào đất liền nước này. Nhiều chuyến bay bị hủy, các chuyến phà tạm dừng phục vụ và những chuyến xe buýt đóng cửa do mưa lớn và gió mạnh làm đổ cây và đường dây điện. Tổng thống Marcos đã ra lệnh cho tạm dừng các lớp học và hoạt động kinh doanh ở đảo Luzon, nơi diễn ra hơn 2/3 hoạt động kinh tế với khoảng một nửa dân số 110 triệu người của nước này. Bộ Năng lượng Philippines đã đưa ra tình trạng báo động cao đối với tất cả các cơ sở liên quan đến năng lượng ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Tổng thống Marcos cho biết trên Facebook, theo Sở Giao dịch Chứng khoán Philippines, giao dịch chứng khoán sẽ tạm dừng trong ngày 26 tháng 9 do mưa từ lớn đến xối xả trút xuống khu vực thủ đô và các tỉnh lân cận. Nelson Egaquio, người đứng đầu cơ quan thiên tai của tỉnh Aurora, nơi cơn bão Noru đổ bộ nói rằng các trụ điện bị đổ và những ngôi nhà làm bằng vật liệu nhẹ gần bờ biển đều bị hư hại. Những con sóng lớn do cơn bão cấp 3 này tấn công đã đánh vào các cảng biển. Hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy những khu vực trũng thấp đã bị ngập lụt. Cơn bão Noru đã đi vào Biển Đông và chính thức trở thành cơn bão số 4 trong năm nay. Theo dự báo, cơn bão Noru được coi là mạnh nhất trong vòng 20 năm qua. Bà con tuyệt đối không được chủ quan và sẵn sàng di rời sơ tán khi có hiệu lệnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào sáng sớm ngày 26 tháng 9, bão Noru đã vượt qua khu vực phía nam của đảo Luzon, Philippines, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 năm 2022. Trước sức càn quét của bão Noru, Philippines đã cảnh báo rủi ro thiên tai ở cấp cao nhất, cấp độ thảm họa. Hồi 4 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía tây đảo Luzon, Philippines, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở cách đất liền Đà Nẵng, Bình Định khoảng 170 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, 134 đến 166 km/h, giật cấp 17. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,0 đến 20,0 độ vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 118,0 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 29 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía Nam Lào, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20 đến 25 km/h, suy yếu và tan dần. Từ trưa ngày 27 tháng 9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, 14, giật cấp 17, sóng biển cao 8 đến 10 m, biển động dữ dội. Từ tối và đêm 27 tháng 9, vùng biển ven bờ khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Định có sóng biển cao 3 đến 5 m, vùng gần tâm bão 6 đến 8 m. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cần đề phòng nước dâng do bão cao 1 đến 1,5 m gây ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển, cửa sông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Từ gần sáng ngày 28 tháng 9, khu vực ven biển từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Ven biển khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, từ sáng sớm ngày 28 tháng 9 có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, 12, giật cấp 14, 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền, gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 12, 13. Khu vực Kon Tum, Gia Lai ngày 28 tháng 9 có gió mạnh dần lên 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11. Từ chiều ngày 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên mưa to đến rất to, dông kèm với gió giật mạnh, lượng mưa phổ biến 150 đến 300 mm, có nơi trên 350 mm. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9, mưa có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ. Các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai cấp độ phổ biến thiên tai cấp 3.